Rồi, em Dê Cá chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay cái là clip đầu tiên. Sáng giờ hơi đóng hàng hơi bận cho nên em chưa lên được clip. Thì clip đầu tiên thì em sẽ lên cái lô máy cắt tay anh em ha. Như thường lệ thì máy này toàn bộ nó đều sử dụng điện 100V. Tất cả luôn anh em ha. Toàn bộ đều sử dụng điện 100V. Và tất cả em bao ship và không bao sóng anh em nha. Tất cả luôn là em bán sát anh em ha. Và em bán theo lô. Mỗi một lô nó sẽ là 2 con hoặc là 3 con. Thì toàn bộ em không có bao sóng, em bán sát luôn em nha. Anh em về coi như là test hên xui anh em ha. Anh em nào biết dọn máy thì rất là ok. Còn anh em nào không biết dọn máy thì cũng đừng nên chốt những cái mặt hàng này anh em ha. Về nó chạy ngon lành thì không sao. Còn nó về nó trở về nó trục chặt phát là coi như là anh em không biết dọn đem đi bỏ thì nó cũng phí anh em ha. Đó. Giá của nó thì tầm khoảng 200 cho đến 300 ngàn một lô anh em nha. Từ 200 đến 300. Makita Hitachi đầy đủ và coi như là tất cả toàn bộ em đã là bao ship rồi anh em nha. Giá là em đã bao ship rồi cho anh em dễ tính. Về đến nhà cho anh em cũng không bao giờ có thêm phí phát sinh. Và mỗi một lô nó sẽ có một cái mã số và một cái giá tiền khác nhau. Anh em vui lòng nhìn kỹ cái mã số và cái giá tiền. Sau đó gọi điện thoại trực tiếp vào hai số điện thoại bên dưới phần tiêu đề. Nhân viên sẽ chốt hàng cho anh em và chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng là 100k. Sau đó em sẽ code về đến nhà cho anh em. Anh em nhận hàng khui thùng kiểm tra đúng với mặt hàng của mình chọn. Sau đó thanh toán sau cái phần lại. Nếu như mà không đúng hàng mà anh em đặt thì anh em vui lòng nhìn điện thoại lại giúp em để em xử lý ngay lúc đó anh em nha. Nói chung là nhiều quá, nhiều khi nhân viên em nó đóng hàng bị lộn nhầm lẫn gì đó thì em sẽ giải quyết lại anh em ha. Cho nhiều lúc nó đôi lôi lúc nó bị nhầm lẫn hoặc là bên giao hàng họ dán nhầm tem thì bắt buộc nó sẽ bị nhầm anh em ha. Đây rồi, một chút nữa xem sẽ quay từng lô một, anh em xem và tham khảo. Anh em lưu ý là nó xài điện 100V và em bán sát và chỉ bao ship thôi anh em ha. Rồi trước khi quay, em quay thành tích của em coi như là hàng mới về, coi như là em ngày hôm nay lý do lên video chở đây đó, hàng em đóng này 3-4 thùng này. Đây 1, 2, 3, 4 thùng và đây bao la bát ngát luôn anh em nha. Đó. Đóng coi như là cái khúc cái này không 70 thùng nguyên khúc đóng thùng xốp như là vậy đó, mà đóng thùng xốp cỡ này nè, mà về đến nhà đâu cũng bể là bể anh em nha. Em chả hiểu tại sao luôn, ở trong em lót xốp rất nhiều luôn này, còn đóng lên bên này nữa. Bao la bát ngát, ngày hôm nay đi nói chung là đi khá là nhiều. Giờ cho nhân viên nó đang đóng này, hai con này, còn ông nhỏ kia đang đóng cái con kia. Đây cưa xích đây, em có con lô đây nè, à, cưa nhà hàng nhà em đây anh em nha. Còn bao la bát ngát đây là khúc sau thôi. Cưa xích này có con lô đây thì cũng dọn nhân viên nó dọn xong rồi, chạy hết rồi. À, anh em nào mà thích làm nguyên lô đây, còn này nữa đây. Phần khúc sau cưa xích đây. Đấy. Anh em nào thích làm nguyên lô thì coi như là alo em chơi luôn, đi nguyên lô luôn. Giờ em đi nguyên lô cho nhanh cho nó rộng nhà anh em ha. Đấy. Còn đây máy công cụ nhỏ này thì cũng chạy hết rồi anh em ha. Đó, anh em là chơi nguyên lô đóng đi luôn. Đây là bán nguyên lô này. Đấy. Còn rất là nhiều. Nói chung là em vừa bán trên mạng và vừa bán dưới đất ở dưới tại chỗ thì coi như là cũng có khá là nhiều thời gian, coi như là em không có chăm sóc được anh em một cách tận tình. Thì coi như anh em cũng bỏ qua anh em thôi. Nói chung là em rất là muốn nhưng mà làm không nổi anh em thôi. Nhiều khi coi như là anh em kêu lựa máy, em cũng muốn lựa lắm nhưng mà lựa không có kịp anh em. Cho nên là anh em thông cảm giùm em, giúp giùm em cái phần này nha. Đấy. Coi như có gì sai sót thì anh em cứ bỏ qua. Chứ em không biết nói sao luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con vô vấn đề chính đi. Quay từng lô một anh em xem nha, để em gắn cái điện thoại em chỉnh cam cái. Chú đổ 22 rổ vô. Mã đầu tiên. Rồi mã đầu tiên ngày hôm nay. Mã 440 và là hai con Koshi. 440.
Con này cốt 10 anh em nha. Con này nó bị tụt tụt cốt nè, quay được rồi tụt cốt anh em nha. Còn con này cứng nè. Nó là con này cốt 120 hiệu Cosi. Con này cốt 10 bị tụt cốt anh em nha. Công tắc thì đầy đủ. Rồi, than. Rồi, con đầu tiên mã 440, giá nó của nó là 200k bao ship anh em nha. 200 bao ship anh em nha. Rồi, con này 441. Là một cặp của bốt lùng. Bốt này của Vietnami Đức anh em ạ. Một con chạy nè, hai con chạy. Hai con đều có dây, hơi xấu anh em nha. Công tắc hông hết. Công tắc con này thì bị cứng nè, công tắc con này ok. Hai con đều có dây. Hai con bốt này mã 441, giá của nó là 300k bao ship anh em ơi. 441 300. Rồi 442. Một con tuột nhông. Hai con tuột nhông luôn em nha, hai con Hitachi này. Bị tuột cái nhông này. Bị tuột nhông anh em nha. À, quay nè. Quay tự do luôn. Không có gì cản luôn, còn con này kêu rụt rụt. Rồi hai con đầy đủ công tắc than. Rồi 442, giá của đó là 200k bao xíu anh em về lấy phụ tùng. Hoặc là bây giờ anh em dọn được anh em dọn nha. 442 200k. Rồi 443. 250, đây là một con của Ryobi. Quay được anh em nha, đây là quay được. Con Ryobi đầy đủ. Công tắc thiếu mỗi cộng dây điện. Và một con Makita nhỏ. Cứng anh em nha. Đầu cứng có dây điện thôi. Và một con này là con Hitachi cốt 10. Quay được anh em nha. Rồi ba con này mã 443 250k ba con anh em nha. 250 ba con luôn. Rồi 444 là 200k một con quay được nè. Hai con quay được. Con này là con Hitachi. Con này là con Mitsubishi. Hai con đều quay được, vỏ nhôm. Công tắc đầy đủ anh em nha. Rồi 444 một cặp này 200k luôn anh em nha. 444 một cặp 200. Rồi cái này 445 một cặp, cặp màu xanh. 445. Một con cứng anh em ạ. Ngoại hình thì còn ok nè. Hitachi. Công tắc một cái. Còn con này quay được anh em nha. Con này có đầy đủ dây nhưng mà thân nó lùng, nó có đúng một gang luôn anh em ạ. Đó, hai con. Rồi 445 200k hai con luôn. 445 200. Rồi 446 ba con này hơi xấu anh em ạ. Đấy, ba con hơi xấu. Bán bằng giá của nhà hàng Trung Xuất luôn. Đó, hàng Trung Xuất là nó sẽ là ba con 250, đó là giá sàn luôn em nha. Đây là một con cứng nè. Công tắc đầy đủ, hàng Hitachi. Con này mất cặp than. Cứng luôn. Máy này anh em giờ lấy phụ tùng anh em nha. Đó, con này cứng luôn. Ba con. Rồi, ba con này mã 446 250k bao nặng luôn em ơi. 446 250 vỏ nhôm nặng lắm luôn. 250k. Rồi 447. Chị ơi. Chị ơi, nãy giờ chuyện ghi mã bây giờ chồng lên này khó ghi lắm. Rồi cái này quay được nè anh em nha, con này quay được nè. Rồi một cặp đây là cặp Cosi. Con này có dây như không có, không có đầu cắm luôn. Rồi con này quay được anh em nha, con này thì quay được, hàng Cosi. Nó là một cặp luôn. Em nghe nói. Dạ 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 rồi, ok, nó xếp xíu quên nữa. 12 dạ, bạn kiếm 1.8 không có đâu, kiếm 12 dạ. Rồi 447 250 luôn, một cặp Cosi. Con này đầy đủ dây, con này không anh em ơi. Rồi. 448 250k luôn. Đơn vị là số 5. Rồi, 447 anh em. Này 448 anh em nha.
200k luôn, một cặp Hitachi đều cứng luôn. Con này cứng cốt anh em nha, đầy đủ than, cứng cốt. Con này cũng cốt 120. Đó, nó bị bung cái đầu anh em nha, hả? Nó bị bung cái đầu nè, một con mất họ 2 3 4 con, 4 ốc. Cái này bây giờ lấy phụ tùng anh em nha, con này nè. Đó, anh em có dọn thì dọn con này. 448 200k luôn. Rồi 449. 250 luôn. Rồi một con quay được anh em nha. Đây là Makita. Một con quay được. Một con cứng có dây cũng là Makita luôn, một con cổ. Một con này là tầm trung anh em nha. Rồi công tắc thì ok luôn, mã 449 250 luôn. Makita 5 khúc sau hay là Hitachi đời mới 5 khúc sau anh em nha. 449 hả chú? Ừ, 50, nó 50 đó. Rồi 450. Một con quay. Hai con quay, con này xấu anh em nha. Con này ok nè, Equipment cốt 120, con này cốt 120. Một con. Hai con. Mấy thằng trung mấy ở đây hàng hàng trung xuất anh em nha. Đó, hàng trung xuất thì nó sẽ là ba con 250. 450 250k ba con luôn. Rồi 451. 300k một cái quay. Hai con đều quay anh em ơi. Hai con đầy đủ dây luôn, có thang đầy đủ, công tắc ok luôn. Rồi. 451 300k luôn anh nha. 451 300. Rồi 452. 250 luôn, một con cứng nè, một con quay. Rồi, một con này lúc lắc. Hai con này có dây, dây con này xấu anh em nha, quấn băng keo đây. Rồi, 452 250 luôn, 1 2 3. 3 cái. 1 2 3. Rồi, 452 250 3 con. Rồi, 453 cặp này của Ryobi. 453 cặp này của Ryobi anh em ơi. Một con quay được, một con này quay được nè, con này cứng nè. Cặp Ryobi luôn. Đó, đầy đủ công tắc. Con này mất cặp than rồi anh em nha, mất cái nắp than. Rồi. Rồi 453 200k luôn. Rồi 454 có 3 con Toshiba. 3 con Toshiba, một con quay, hai con quay. Con này lúc lắc cái này không quay được. 3 con Toshiba. Rồi ba con này giá của nó là 350k anh em nha, 350 anh em không? Ba con 454 350k luôn. Rồi đây con máy lớn của Koshi 455 200k. Con này nó bị tụt nhông anh em nha. Này. Quay nó kêu rột rột anh em không? Đấy, con này anh em giờ nhà dọn được anh em lấy phụ tùng nha. Đó. 455 200k. Con này 456 cũng y vậy luôn. Đó. 456 250 luôn. Con này vô tư anh em nha. Đó. Anh em chốt luôn lần hai con giống nhau, bây giờ nhà coi như cỡ nào cỡ nó phải ra được một con anh em nha. Test được con này sống là ok. Hai con 450, con kia 200, con này 250. 456 250k luôn. Hàng tiếp còn đầy đủ. Rồi. 456 250. Rồi 457 anh em, một cặp Makita. Một con. Hai con. Con này có đầy đủ dây anh em nha, con này đầy đủ dây đây. Hai con đều quay được luôn. Rồi, cặp này 457 300k luôn, 457 300. Ở đây là 458. 458 để ghi lại. Đó. Một con quay nè. Rồi một con, hai con đều quay được anh em nha. Con này hơi xấu nha. Con này hơi xấu nè. Rồi công tắc thì ok luôn. Rồi 458 250 cặp Makita này luôn, 458 250 luôn.
Rồi 459 250 luôn. Một con này, hai con, ba con đều quay em ha. Có con này thì cũng được, không sao. Đó. Rồi ba con này tạm ổn anh em nha, cũng không xấu, cũng không có đẹp đâu anh em nha. Ba con mã 459 250 của Trung Xuất anh em nha. Anh em thấy cứ bất cứ một cái lô nào mà ba con là 250 là toàn bộ là hàng của Trung Xuất anh em nha, em gửi riêng này. Đó, hàng của Trung Xuất là sẽ là ba con 250 đồng giá luôn. Xưa giờ nó vậy luôn. 459 250 luôn anh em nha. Rồi 460, một con Cosi, hai con Cosi, hai con như nhau anh em nha. Đây hàng Cosi, hai con như nhau, vỏ nhựa. Đó. Màu xanh. Công tắc. Rồi ok luôn, công tắc ok. Rồi tán đá đầy đủ, mất bảo vệ thôi, không có tay nắm. Rồi 460, 300 luôn. Đây Trung Xuất, hàng Trung, hàng Trung, hàng Trung. Rồi đây là 461. 250 luôn. Một con này. Hai con này, con này quay tự do luôn, tụt cốt luôn anh em nha. Cái nào em thấy lỗi cái nào lỗi thì em báo cho anh em biết luôn. Em bán sát. Cái nào em biết được cái gì là em nói cho anh em biết đường xử lý nha anh em nha. Ba con 461 250k luôn. Rồi, cặp này 462. Mắc nhất trong cái lô phân khúc. 350k, 462. Còn con này cốt 120 anh em nha. Đó. Con này cốt 10. Con này đầy dây điện đầy đủ, cốt 10, hàng Hitachi. Đấy. Còn con này cốt 120 cũng Hitachi như con đó luôn, nhưng mà nó là cốt 120 anh em nha. Đấy. Con này cốt 120 đều quay được rồi. 462, 350k con này luôn, 462 350 luôn. Rồi 463 là 300k luôn, con này quay được đây nha. Rồi con này quay ok luôn. Rồi hai con, một con có dây và một con không dây. Con này đời 2017, một con đời 2012. Đó. 463 300k hai con ok, quay đầu quay đều 463. Rồi đây 464 là ba hàng chung tiếp anh em nha, loại chung này rất là nhiều luôn. 464 250 luôn, một con quay được. Một con này cứng nè. Rồi một con này quay được anh em không? Đó. Một con. Con này mất cái thang. Con này thì ok. Không tắt. Rồi, lên. Rồi 464 250 ba con này luôn. Đây tiếp tục cái này là 465 250 luôn. Ba con chung luôn anh em nha. Đó, con này hơi xấu nè, cứng nè, cứng đầu cứng cổ luôn em ha. Đó, cứng đầu cứng cổ. Còn con này ok. Rồi ok luôn, hai con quay, một con cứng đầu cứng cổ. Rồi là ba con mã 465 250 ba con luôn em ha. 465 rồi 466 hai con 250 luôn, con này vẫn còn quay được luôn em nha. Này cái cốt của nó bị gãy này anh em, là giờ thay cái đầu của nó anh em ha. Đó, anh em đã từng mua nhiều là thay cái đầu nó này. Đó, vẫn quay được bình thường này, nó bị gãy cái đầu đây anh em nha. Đây nó bị gãy cái đầu rồi. Một con có dây điện đầy đủ, công tắc ok luôn, hàng thiết. Rồi con này không có dây. Đó, quay ok. Con này đời 2007. Rồi 406 250 cặp này luôn em nha. 406 giờ đâu? Đâu, 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 đâu. 466 với anh gặp lộn. Rồi 467, một cặp của ma, một con cứng này nha, con này cứng nè. Công tắc máy luôn. Rồi con này thì ok đầy đủ luôn. Đấy, quay nhẹ nha. Em nghe nè. Alo em nghe nè. Rồi rồi rồi, đợi anh lắm nữa.
cuối tuần luôn rồi. Rồi rồi, cứ từ từ em đang quay video. Rồi 467 250 luôn em ạ. 467 250k luôn. Rồi 468 250 cặp này Makita lùng. Một con cứng, một con quay đều anh em ạ. Hai sao con không có dây luôn. Makita lùng. Rồi 468 250k luôn em ạ. 468 250 luôn. Rồi 469 250 luôn. Một con cứng này. Con này có 120 quay được anh em ha. Đó. Con này quay được. Rồi con này là con Makita 9535B. Con này Makita 9533B. Đó. Hai con, một cặp. Rồi 469 250 cặp này luôn anh em ha. 469 250k luôn. Ở đây là 470. 250 luôn. Một cái, hai cái. Rồi ba cái, con này được có cái lưỡi ok nè anh em ha. Con này có lưỡi dây điện đầy đủ. Hàng thiết còn ok luôn. Mà chạy thì hên xui anh em ha. Đây. Rồi 470. 250 anh em nha, con này bị tét miếng ở đây rồi. Vì tét miếng nhựa ở đây em không? Đấy. Rồi 470 250 luôn. Rồi 471 250 luôn. Một con. Con này quay hơi nặng anh em nha. Con này quay được nè. Hàng cổ dây điện ok luôn. Con quay nặng, con quay được. Rồi. Một cặp 471 250 cặp này luôn em nha. 471 250 luôn. Rồi 472 300. Một cái nè. Hai cái nè, hai cái đều quay anh em ơi. Đó. Hai con Makita. Một con này mất cặp thang, con này còn thang, con này mất thang anh em nha. Đấy, hai con. Makita chắc một đời với nhau. Em thấy tem mạc nó giống nhau anh em nha. Đó, hai con. Cốt bự. Rồi 472 300k luôn. Rồi 473. Cặp này anh em giờ coi như là dọn anh em đó. Một con này. Quay được tí xíu là nó cứng anh em nha, đó. Quay nó cứng cứng á. Vẫn quay được, lúc quay được, lúc quay được lúc không. Đó, một con. Đấy. Một con này. Mất cặp thang. Mất cặp thang với lại cái đầu của nó nè. Nó quay được nhưng mà nó kêu rập rập luôn anh em nha, mất hai ngóc đây luôn. Nó kêu rập rập luôn, mất hai ngóc. Có đầy đủ dây, mất thang. Rồi cặp Hitachi này 473 200k cặp này luôn. Rồi 474 300k một cặp này anh em nha. Ở đây cốt 12 nè. Đây cũng cốt 12 luôn. Con này thì quay luôn. Quay ok luôn anh em nha. 9535B. Rồi con này cứng cốt nè, con này chạy nè. Rồi 474 300k luôn. Rồi cặp này 475 250k luôn em nha. Một con này bị quay cứng cốt rồi anh em nha. Con này lấy phụ tùng thôi em ơi. À, kêu rọc rọc rồi nè. Đó, nó kêu rọc rọc thôi rồi anh em nha. Con này rọc rọc rồi. Cốt 120. Còn con này cốt 10. Đó. Nó cũng kêu rọc rọc luôn. Rồi con này Hitachi vỏ nhựa. Dây điện đầy đủ. Rồi 475 250k cặp này luôn nha. 475 250 luôn. Rồi 476 một cặp. Này cứng nè. Này chạy nè anh em nha. Đó, này cứng này chạy nè. Rồi 476 cặp Hitachi luôn. 476 một cặp này Hitachi nè nha. Con này cứng nè. 476 200k luôn. Ở đây 477.
477 300k một cặp của thằng Mitachi, dây điện đầy đủ luôn em ơi. Cặp này dây điện đầy đủ nha. Đây. Đó, cặp này dây điện đầy đủ nè. Mitachi 530W y như nhau luôn. Một cặp. Rồi 477 300 luôn. Hai con đều công tắc bật như này luôn anh em nha. 477 300. Rồi 478 200k luôn, con này kêu cột cột anh em ha, cốt nó kêu nè. Đấy, em đánh dấu ít đây nè. Cốt nó kêu cột cột 1140W. Cốt 180 Hitachi. Mấy con này anh em giờ lấy phụ tùng hoặc dọn lại, anh em có phụ tùng dọn thì nó dọn được anh em nha. Đấy. 478 200k. Rồi, này 479 250 luôn. Một con quay được nè. Đây là Hitachi. Con này cốt 120. Đó, vẫn quay được anh em ơi. Có 120, hai con này không có dây điện đâu. Rồi 479 250. Hai con luôn, 479 250k. Tắt đây cũng được luôn. Rồi 480 250 luôn, một con quay nè. Hai con quay. Rồi ba con đều quay, quay đều. 480 ba con. Hàng này là hàng chung anh em nha, hàng chung xúc anh em ơi. Ủa, này sao có một con đấy? Ừ. Con gì? Đâu lọt con. Lọt mất rồi, đâu nó phải có con bỏ ra được. Rồi 480 250 luôn. Còn con đi tay nữa. Rồi hai con này 481 250 luôn, một cặp Hitachi. Đó. Một con quay kêu cột cột mà con này cứng anh em ha. Cứng nhưng mà đầy đủ luôn, có dây, có bảo vệ, thiếu chén đá. Đó. Công tắc ok. Rồi 481 một cặp này. Đó, con cứng rồi, 481 250 luôn. Này 482. 250 luôn. Con này cốt 120 quay đều. Con này quay đều luôn em nha. Con này thì mớp cái vỏ nhựa nè. Công tắc này. Mớp vỏ nhựa anh em nha, mớp vỏ này. Có đầy đủ đồ mỡ luôn. Và thiếu cái tán đá. Con này thì chùi lủi luôn, như vậy luôn anh em ơi. Rồi 482 250 luôn. Rồi 483 250 luôn. Con này kêu cột cột anh em ơi. Hitachi đời 2013. Con này thì Hitachi đời 2005. Quay nhẹ nhàng. Rồi 483 250 luôn, 483. Đây nè, con Hitachi là con kia. Rồi 484 một con quay được anh em nha. Đây một con quay được, hai con. Hai con đều quay được, một con có dây, một con không dây. Một cặp của Hitachi. Hitachi, tán đá đầy đủ luôn anh em nha. Đó, hai con này thiếu mỗi con dây thôi. Rồi 484. 484 250k luôn. Rồi đây là 485, cặp này của Hitachi. Một con quay được nè anh em nha. Mất cái công tắc đó nè. Con Hitachi này mất công tắc. Rồi con này quay được, có công tắc anh em nha. Rồi cặp này 200k. Mất công tắc 485 200k. Rồi 486 ba con Hitachi này 300k. Con này công tắc đầy đủ. Cứng đầu anh em nha. Đó, một con này cứng đầu. Con này giống như con đó mà cũng cứng đầu. Mất hết cái nắp. Này nó mất cái nắp rồi anh em nha, mất cái nắp đây. Mất cái nắp. Con này Hitachi. Quay được anh em ha. Đó. Rồi ba con này 300k anh em nha. Mã 486 300 luôn. Rồi 487 300k luôn. Một cái này.
Rồi hai cái đều chạy anh em nha. Con này công tắc nó bị bật không được nè. Con này bật được. Hai con đầy đủ dây. Rồi 487 300k cặp này luôn. Mà cuối hả? Rồi 488 250 luôn. Con này là con gì đây? Đó. Rồi, tính 200k cặp này luôn rồi con. Mã cuối cùng luôn. Bị rớt 4 ốc rồi anh em nha. Đó. Đây nó xài bằng cái gì đây nè. Không có dây điện. Công tắc. Rồi. Con này thì sao nó nhẹ nhẹ ta? Con này lép phụ tùng luôn rồi. Thôi, mã này 488 bỏ đi anh em ơi. Để bỏ vô cân ký bán phụ tùng riêng đi. Chứ bán nguyên cặp đó tốn tiền ship. dùng lô luôn. Rồi thì hôm nay em lên cái lô này chắc một cái video thôi anh em ha. Mai em sẽ lên nhiều. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm và theo dõi nha. Rồi chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em gặp lại nha.